Rồi hello cả nhà ha, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ nha. Thì hôm nay mình có đi cắm câu ếch các bạn, cắm ở trong con kinh trong ruộng mình nè bạn. Thì kinh này nước lên xuống hoài nha bạn, nên mình không biết đường đâu mà lặn các bạn ơi. Hồi chiều nước nó xuống mà mình từ đâu nước lên, mình cầm rút cuộc nó nhõng nhái lên trời các bạn. Thì mình giờ này mình đi thăm các bạn ơi, nhái mấy nhái mình mới bắt các bạn. Giờ mình đi thăm rồi mình chỉnh cần luôn để nó nhổng lên trời đây nha bạn, một cần đầu nha bạn. Đụt nè các bạn thấy không, nhổng nhái lên trời à, nhổng nhái lên trời kìa. Thì mình chỉnh lại bạn ơi, với có chỗ nào dính thì mình quay cho bạn xem ha. Rồi tiếp bạn ơi, nước lên xuống khó đón quá bạn ơi. Chiều mình tưởng đâu nước nó lên này, giờ nước nó xuống. Giờ này cầm khó thấy quá, bị cầm chỗ nào đây ha, mãng cầu các bạn, đây là cây mãng cầu nha. Đó, thấy trái mãng cầu ta bao này không? Đó. Giờ này 10 giờ các bạn mới coi đá banh về, rồi chỉnh cần này luôn, cần này nè. Trời ơi, sảy cơ bạn. Để anh quay cho bạn xem. Mới đây mà sảy nè bạn. 10 giờ rồi mới gì. Đụt. Chém em lọt camera xuống luôn. Ồ sảy rồi bạn ơi. Ổn quá. Để mình thay mồi bạn ơi. Nãy giờ mấy cần này không dính bạn ơi. Nhái nó nhổng lên trời. Ê. Rồi, có hàng các bạn ơi. Hàng khủng. Hàng này là độc lạ luôn nè. Hàng này độc lạ luôn. Đó. Trời ơi, cộng câu cá lóc nó vô nghe em ếch trà ná luôn các bạn. Hàng này độc lạ đẹp luôn nè. Dạ. Ôi, ếch trà ná luôn bạn. Ôi ếch chà bá luôn. Rồi mình gỡ ra bạn ơi. Khủng không bạn? Đó. Rồi anh cầm lại kiếp con nữa bạn ơi. Được nghe mát rồi đó. Rồi đi tiếp bạn ơi. Không câu cá lóc chín ếch. Rồi cần kế tiếp. Rồi nhái nhỏng trời luôn bạn ơi. Ha, nhái nhỏng trời. Để mình sửa con câu lại. Tiếp bạn ơi. Rồi. Liệt đọt các bạn ơi. Có hàng. Không biết sảy hay gì đây. Rồi, sảy hay vậy? Sảy hay vậy? Rồi. Sảy hả bạn? Trời ơi. Buồn rồi đó. Sảy rồi. Câu này tức quá bạn ơi. Sảy rồi. Rồi để mình thay nhái vô bạn ơi. Rồi mới thay nhái vô bạn. Mong là sáng dính con nữa ha. Tiếp bạn ơi. Ôi sảy tức quá bạn ơi. Thấy là liệt đọt. Thấy liệt đọt. Tưởng đâu là ngon rồi. Cần nốt đây. Lâu lắm rồi, mình đi cầm mình mới thăm rồi. Sảy luôn rồi bạn ơi. Mất mồi rồi. Tức quá. Để em thay mồi bạn ơi. Rồi. Nôn cần đây quên nè. Đây. Rồi. Sảy nữa rồi bạn. Sảy nữa rồi. Ơi, sảy nữa rồi. Trời đất ơi.
Đấy nữa rồi. Buồn thì chứ. Rồi để mình thay mồi luôn bạn ơi. Ôi ôi bạn thấy cá kìa. Ôi ôi cá. Tông nó nheo lư hết. Bạn không biết thấy không? Chắc quay lên camera khó thấy lắm mà. Ôi ôi cá hồng tông kìa. Này có cái vớn đặt một cái nó đã gì đâu các bạn ơi. Rồi này còn nhái luôn bạn ơi. Cần này còn nhái luôn mà nó nhổng lên trời rồi. Để mình sửa lại bạn ơi. Nãy giờ toàn nhái chết chứ nó sảy không bạn ơi. Buồn thì chứ. Rồi rồi cái này liệt đọt nè bạn. Không biết sao. Lôi nè. Có không đây. Đừng sảy nữa nha. Buồn nãy giờ lắm rồi đó. Nè bạn. Lôi nè. Lôi vô bụi cỏ nè. Trời ơi. Dính em mết nữa nè bạn. Nay là ngày gì á. Dính ếch không. Ếch bự không mới đau chứ. Hả? À, tưởng đâu gì dính cá lóc gì giờ dính ếch nữa rồi. À, anh thằng ơi. Buồn thiệt chứ bạn ơi. Đợi có ếch ăn bạn ơi. Đây. Ếch bự lắm nha bạn. Cũng được. Ý. Đây bạn. Ếch chà bá luôn nha. Đó. Xuống. Rồi bỏ túi. Rồi. Mình mới gỡ mình cầm lại cần đó nghe bạn. Mong là sáng nó dính đừng dính ngớt nữa dính cái lóc. Nãy giờ hai ngớt rồi đó bạn. Sảy không à. Lại thấy gị gị đọt ai dè. Sảy nghe bạn. Buồn gì chứ. Này có cầm không đây? Cầm không quên nè. Ở đây hình như cặp lần này rồi lôi nữa kìa bạn ơi. Trời ơi sướng rồi sướng rồi. Không biết con ếch gì đây. Đừng nói là ếch nữa nha. Lôi dữ kìa. Dạ thôi ếch nữa mày. Sao dính ếch không vậy? Ờ dính ếch rồi bạn. Lôi xuống ghế chết queo luôn rồi. Ôi ôi sao dính ếch không vậy? Tôi cầm câu cá lóc mà. Ôi ăn bơ bụng phình nữa. Trời ơi. Ba con ếch rồi đó bạn. Trời ơi. Mong là sáng mình dính cá lóc nha bạn chứ đừng dính ếch. Trời ơi sao dính ếch không? À, chết queo rồi bạn ơi. Rồi mới cầm cần dính ếch lại nha bạn. Mong là mới dính cá lóc cá chơi đừng dính ếch nữa. Ba con ếch rồi đó bạn à. Bạn thấy không biết thấy rõ không biết. Ba con ếch rồi đó bạn. Ba con ếch bự rồi đó. Rồi nãy giờ sảy với chết nhái không bạn ơi. Rồi cần này hình như cần cuối rồi bạn. Cần cuối. Cần này cần cuối rồi. Để mình coi dính không. Rồi hổng nhái lên trời luôn bạn ơi. Rồi để mình thay mồi. Rồi. Tối mình đi thăm được nhiêu nha bạn. Một thằng. Hai thằng. Ba con ếch bự. Ba con ếch bự luôn nè. Còn lại mới nhái để mời cắm. Còn mấy con à. Mấy ếch ăn hết rồi vậy. Ba con một con hai con ba hết bởi con này chết rồi nha bạn bị dưới gốc chết rồi sảy mấy cần luôn bạn ơi sảy dưới hết mồi dưới chết ái nhóc trơn á tại nước nó gồng lại đó nó cạn lại đó. Rồi hẹn các bạn ngày vào sáng ngày mai á mình đi nhổ rồi coi mong nó dính cá lóc các bạn chứ đừng dính ếch rồi hello cả nhà nha giờ sáng sớm rồi mình đi nhổ luôn các bạn ơi hôm qua thăm được ba hết bự các bạn sảy mấy cần tức quá. Hôm qua chắc tối mình bắt thêm mấy con nhái, ta cầm đây 4 cần nữa bạn, ngoài sông luôn, chơi ngoài sông thử. Hôm qua cần ở chỗ này nữa bạn. Rồi mình mới vừa quay về mình đi nhìn xuống,
thấy cá lóc vừa táo có phập lôi xuống, mình chạy xuống khoát một nó nhả nháy luôn mà. Số nhỏ mình cầm lên nè, mong mà sáng dính, không biết dính không. À, tối nước nó cạn khô, sáng nước ngập đúc nữa, bạn thấy không? Rồi không dính lại bạn ơi, không dính nè, còn nhái nè, nhái chết queo rồi. Rồi phần này nó lôi nè bạn ơi, biết tình hình sao, mong là nó có hàng nha bạn, hay là lôi vô đây nó gỡ ra nó sảy luôn mà. Nhìn miếng cá này quá, lôi vô gỡ ra luôn mà nè. Rồi trang sảy luôn, trời ơi tức thiệt chứ bạn, nó tuốt nhái lên tuốt trên đây luôn nè, trời ơi tức quá bạn ơi. Ôi tuốt nhái tuốt lên đây luôn. Cái này giờ sảy, nãy giờ sảy không bạn ơi, rồi sảy nữa nè, nữa rồi. Trời ơi quắn lên đọt luôn bạn, hết mồi, thảy quắn đọt luôn nè, đặt dở lắm. Ủa cầm này dở lắm, canh nước không có được, cầm này phải cầm mồi trùng các bạn ơi, chứ cầm mồi này không ổn, nhái chết trơn rồi, nước ngập gần lúc tới cần luôn các bạn, thấy không? Trời ơi sảy nữa nè, dướng vô nó yêu cầu nó lâu, dướng vô cái gốc cây vậy bạn, cái cây gì là nó gỡ ra được chưa bạn. Ngồi nó cá lóc nó hay lắm, nãy giờ toàn bị cá lóc nó táp gì không nè bạn, táp cỏ mỏ không nè, mình móc sát dưới thì nhái nó mau chết, móc tuốt trên thì nó táp cái mình mà. Tại nước nó lên xuống hoài, nãy giờ nó sảy không mà ơi, sảy còn mồi không, sảy lôi gốc không à, cuối luôn bạn ơi, nãy giờ sảy không, táp cục mỏ sảy không, gọi gần cuối con nhái nó nằm trên trời luôn rồi. Ui nhái nằm trên trời luôn rồi, cuối cuộc là tối mình dính được 3 ngớt thôi bạn, hôm nay thất thu, nước cái này lên xuống mật độ cao quá bạn ơi, khó lường quá, cầm khó lắm. Rồi video cắm câu cá lóc của mình đến đây cũng kết thúc các bạn, bữa nay chuyến này mình cắm dính ếch các bạn ơi, dính toàn ếch không à, cái này trời lạnh, dưới phần nước ở chỗ mình nó lên xuống cao quá, nó lên xuống xê dịch nhau cả mét các bạn, xê dịch nước rộng với nước lớn nha, xê dịch nhau cả mét đó, mình cắm nó khó lắm. Cái chiều mình cắm là nước bình thường các bạn, cái khoảng tiếng đồng hồ sau cái đầu giật xuống cả nửa gan á, nhái hỏng lên trời á, chết queo à. Rồi tối cái đầu nó lên nước ngập lúc lại, ngập lúc tới đọt cằn luôn mà, gần tới đọt cằn luôn, nên nó khó dính lắm nha bạn, nhái chết với sảy được không à. Rồi video này nó dính ít các bạn thông cảm cho mình nhé, cái này vào mùa lạnh rồi săn bắt khó lắm các bạn ơi. Rồi nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn, tạm biệt các bạn nha.